Nguyễn xin chào mừng tất cả quý anh chị trở lại với kênh nhà đất Lộc Nguyễn. Đến hẹn lại lên thì Lộc Nguyễn lại đi quay những cái mẫu nhà đẹp, những cái mẫu nhà giá rẻ để cho quý anh chị cập nhật được nhiều mẫu nhà hơn ha. Quý anh chị ơi, ở cái vị trí này á, là Lộc huyện đi tới cái khu vực của xã Phước Hậu, huyện Cần dược tỉnh Long An ha quý anh chị? Từ cái vị trí mà căn nhà hôm nay là Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á, đi lên cầu Ông Thình á, là 8 km ha. Còn những quý anh chị nào mà ở các quận trung tâm như là quận 8, quận 7, quận 4, quận nhất á, chúng ta đi lên đó tầm khoảng 18 km thì cũng khá là phù hợp để cho những quý anh chị và cô chú nào chúng ta vừa ra riêng nè, chúng ta có thu nhập thấp á, thì tầm khoảng 5-600 là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi thì với mức giá là bao nhiêu thì quý anh chị hãy cùng theo chân lộc nguyễn để lộc nguyễn sẽ review căn góc này cho quý anh chị ha căn góc của chúng ta có diện tích là ngang năm sâu vào là 8 mét ha quý anh chị một cái căn nhà mới hoàn toàn luôn còn thơm, thơm mùi sơn luôn nha quý anh chị và trong cái khu vực này nhà ở rất là nhiều nên đối với một căn nhà căn góc nằm ngay mặt tiền hẻm như thế này thì chúng ta có thể là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tập hóa thì cũng khá là phù hợp nha Nhà là ngang năm nha quý anh chị Cái sàn nhà của chúng ta khá là cao nè Ở phía mặt diện bên ngoài á à, Đã làm máy ton sẵn cho quý anh chị Ở cái khoảng sân rồi Nên tuyệt đối á, cái khoảng sân này chúng ta đậu xe thoải mái Mà không có sợ bị nước mưa Rồi tạt vô nhà ha quý anh chị Và hai bên bên nhà chúng ta nè Đã được làm những cái bồn chưa Cho quý anh chị có thể là trồng cây, trồng rau sạch Trồng những cái mảng xanh mà chúng ta thích ha Rồi khi mà quý anh chị bước vào bên trong sân á Thì sẽ qua hai cái cánh cổng Rất là rộng luôn nè đó được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám cho quý anh chị ha xung quanh thì khùm bao rất là kiên cố rồi cái khoảng sân này thì lộc thấy là mình có thể để tầm khoảng năm sáu chiếc xe máy luôn nhau quý anh chị rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa bốn cánh nữa nè đó cửa rất là đẹp ha quý anh chị cái tông màu vàng và tông màu xám đi vào bên trong khoảng không gian phòng khách cũng như là phòng bếp thì nhà chúng ta có diện tích đó khiêm tốn đó quý anh chị nên chủ nhà sách up phòng khách và phòng bếp chung với nhau luôn đó nó cũng khá là rộng đi vào trong đây nó rất là rộng luôn quý anh chị đủ để cho quý anh chị để một cái bộ ghế sofa nè một cái máy giặt ở đây thậm chí là để một cái tủ lạnh ở đây luôn và đặc biệt hơn nữa là cái khoảng không gian này nó rất là trống nên chúng ta để mọi đợi một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 4 đến 6 ghế cho gia đình mình ngồi thì cũng khá là thoải mái nhau quý anh chị đó rồi trên trần là trần có sẽ trên đây nó sẽ có một cái tầng lửng cho quý anh chị luôn thì một lát lộc nguyễn sẽ quay cái tầng lửng đó cho quý anh chị xem cái tầng lửng đó chúng ta có thể là ngăn ra làm hai phòng ngủ thì cũng khá là hợp lý nếu mà gia đình chúng ta đông thành viên ha nhà đất lộc nguyễn chuyên review vị trí thật nhà thật nên tất cả quý anh chị và uh, ông bà cô chú á, chúng ta an tâm khi đi xem nhà với lộc nguyễn ha đó đúng nhà đúng giá là để không mất thời gian của quý anh chị và cô bác chúng ta đi xuống theo xem với Lộc Nguyễn và chính Lộc Nguyễn là người sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem thực tế những căn nhà của quý anh chị xem cho video như thế nào thì ở ngoài nó như vậy nha quý anh chị đây ạ à, cái khoảng không gian bếp của chúng ta nè chủ nhà làm cũng khá là kiên cố và cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới có rất là nhiều kệ tủ để cho chúng ta đợi đồ không quý anh chị đó rất là thích ha phía dưới cũng là một cái tủ bếp dưới nè đá granite ốp rất là kỹ lưỡng ha quý anh chị. Rất là đẹp. Rồi, right. à, tiếp theo thì là Nguyễn mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. À. Khu vực phòng vệ sinh á, thì từ ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị nè. rất là sạch sẽ rồi những cái thiết bị cơ bản bồn cầu, lavabo, vòi sen rất là đầy đủ rồi. Đối với căn nhà này thì chúng ta chỉ cần xách à, vali và vào và ở thôi, không có cần sắm sửa nhiều đâu ha anh chị hãy nhấn cái lòng một nút đăng ký cũng như là chia sẻ video này đến cho những người thân bạn bè mình đang có nhu cầu tìm nhà giá rẻ ha quý anh chị tiếp theo thì lộc nguyễn sẽ mời quý anh chị bước lên trên đường lửng để chúng ta tham quan ở phía trên ha rồi bây giờ lộc nguyễn sẽ bước lên tường lửng cho quý anh chị tham quan ở trên ha à, các bậc thang khi mà lộc nguyễn bước lên đó quý anh chị đã được uh, làm bằng cho mình đó, uh, làm bằng chất liệu là sắt hộp ha uh, và mỗi cái bậc thang mà Lộc Nguyễn bước lên nó được à, ốp những cái gỗ như thế này nó đi nó cũng sẽ rất là thoải mái chân nha quý anh chị ở trên tầng lửng của chúng ta nó khá là rộng nha ở đây thì nó rộng tầm khoảng 10 mét vuông á thì à, quý chị đủ để một cái giường ngủ nè một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm ha ở khu vực ở trên là trần thịt cao nha quý anh chị đó có những cái hệ thống đèn led rất là nhiều nên cái khoảng không gian này sẽ rất là sáng ở phía dưới là làm cho mình đó là cái tấm giả gỗ nè quý anh chị rồi có có một cái rào trắng như thế này và chúng ta làm thêm cái rèm cửa trên đỉnh chúng ta và lắp cái máy lạnh ở khoảng không gian này thì cũng khá là hợp lý ha rồi bây giờ cùng lộc nguyễn đi xuống khu vực từng trời lộc nguyễn sẽ thống kê chi tiết và báo giá đầy đủ cho anh chị căn nhà này với mức giá là bao nhiêu nha anh chị ơi vừa rồi thì anh chị đã tham quan qua hết một cái căn nhà giá rẻ rồi mà nhà giá rẻ nhưng mà nó sẽ rất là đẹp luôn nha quý vị. Vị trí thì vô cùng đắc địa nằm ngay vị trí góc và nó chỉ cách trường mầm non Phước Hậu á chỉ tầm khoảng có 100 mét nào quý anh chị rất là gần luôn nên đối với căn nhà này chúng ta vừa ở vừa kinh doanh mua buôn bán nhỏ thì cũng khá là hợp lý ha mức giá đủ chủ nhà gửi cho lộc nguyễn review là 600 triệu và pháp lý của chúng ta là đất thổ cư nha và sẽ là đi công chứng vi bằng và chúng ta sẽ giữ được cái cuốn sổ gốc luôn nha quý anh chị nên quý anh chị yên tâm nguồn gốc rõ ràng thì chúng ta ở suốt đời ở lâu dài nha quý anh chị rồi, điện nước chúng ta là nước riêng biệt hết nha, không có chung chào với ai nha quý anh chị. Mức giá đủ là 600 triệu quý anh chị nhớ nha. Hãy nhanh tay liên hệ số Lộc Nguyễn ở số hotline phía trên màn hình. Đặc biệt chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sớm sở hữu cho mình những căn nhà giá rẻ. Duy nhất một căn gốc 600 triệu nha quý anh chị. Của video Lộc Nguyễn xin mến chúc tất cả quý anh chị ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình những cái giá trị những cái căn bất động những căn nhà đẹp những cái bất động sản thật ưng ý, ý ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.